Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thành Nguyễn ạ. Và hôm nay, theo yêu cầu của một số quý vị khán giả, tôi xin phép hướng dẫn một video mới. Đó là video múa dưỡng sinh theo lời nhạc của bài Gặp nhau giữa rừng mơ ạ. Vâng ạ, bài này thì được chia ra làm 3 tổ động tác các bạn nhé. Thì tôi sẽ hướng dẫn đi trước một lượt cả bài, sau đó tôi sẽ hướng dẫn chi tiết từng động tác để các bạn tập theo ạ. Và link gấp nhạc thì tôi để ở bên phía dưới phần nhận xét ấy. Khi nào mà các bạn tập thuộc thì các bạn hãy lấy video ghép nhạc đó để chúng ta hoàn thiện bài được không ạ? Và sau đây tôi xin phép đi trước ạ. Bắt đầu ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục ạ. 3, 2, 3, 4, 5. Về đến đây hết tổ 1 ạ, sang tổ 2 ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Đến đây tiếp tục ạ, chúng ta lại đi lại tổ 2 ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục chúng ta sang tổ 3. Bắt đầu ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đến đây là 6 ạ. 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8 ạ. 4 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta đi lại từ đầu ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục sang tổ 2 ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục tổ 2 ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục chúng ta lại sang tổ 3. Bắt đầu ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3,
4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 và 6 7 và 8 4 và 2 3 và 4 5 6 7 8 tiếp tục ạ. 4 và 2 3 và 4 5 6 7 8 chúng ta lại về lại từ đầu ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 và 5. Chúng ta về đến đây là kết thúc bài ạ. Vâng ạ. Lúc này tôi xin phép hướng dẫn chi tiết từng động tác các bạn nhé. Và tôi sẽ đi cùng hướng với các bạn luôn để các bạn dễ tập theo ạ. À, chúng ta bắt đầu vào tổ thứ nhất ạ. Bắt đầu động tác thứ nhất ạ. 1. Chúng ta chống tay phải vào bên hông phải ạ. Đồng thời bước chân trái sang ngang, đánh tay hở tay sang bên trái và vòng lại. Và chúng ta lại vòng lên, vòng lại, đặt hở tay ra phía trước. Bước chân trái, à xin lỗi ạ, bước chân phải sang bên trái là 2 ạ. Chúng ta đổi bên ạ. Lại đẩy tay phải ra và bước chân phải về bên phải. Đồng thời vòng tay lại, đẩy chân trái sang bên phải ạ. Là nhịp 3, 4 ạ. 5, chúng ta lại bước chân trái sang bên trái, thu tay về. 6, chúng ta ngồi, đưa chân phải sang phía sau bên chân trái và chúng ta ngồi xuống ạ. 7, chúng ta lại bước đổi chân, vòng tay sang bên phải và bước chân phải về vị trí bên phải ạ. 8, chúng ta lại ngồi xuống, vuốt tay trái xuống phía dưới và tay phải lên cao ạ. Tiếp tục động tác 8 tiếp theo ạ, là đá. 1, đá chân trái và hai tay đưa thẳng sang bên trái ạ. 2, chúng ta co chân trái về sát với chân phải ạ và chân vuông góc, hai tay đẩy sang bên phải ạ. 3, chúng ta ngửa vòng tay và bước chếch chân trái về phía sau ạ. 4, chúng ta nhấc chân phải theo chân trái ạ. 5, 6, 7, 8 chúng ta lại làm ngược lại ạ. 5, chúng ta đẩy sang bên, tay và chân sang bên trái. 6, chúng ta thu chân về và đẩy tay sang bên phải ạ. 7, chúng ta lại bước chân trái vòng về phía sau. 8, chúng ta rút chân phải theo ạ. Tiếp tục, nhịp thứ 3 ạ. Chúng ta vòng tay về phía trước, đồng thời bước chân trái sang bên trái, nhảy lên là 1. 2, chúng ta vòng tay ra phía sau và đặt chân phải vòng chéo sang bên trái ạ. 3, chúng ta xoay hai chân về phía sau ạ. 4, chúng ta lại xoay tiếp ạ. Và 5, chúng ta bước chân phải về ạ. Tiếp tục sang động tác tiếp theo ạ. Động tác tiếp theo chúng ta hất tay phải về phía sau và tay trái vòng ra phía trước, đồng thời đá bước chân trái lên ạ. 1, chúng ta dồn trọng tâm về chân trái. 2, thu chân phải lên, đồng thời ngửa tay trái đưa về trước ngực ạ. 3, chúng ta lại bước chân phải sang bên trái ạ. 3, và đưa tay phải lên ạ. 4, chúng ta bước chân trái đá sang bên trái, đồng thời vòng tay phải sang bên phải và lật ngửa tay để trước ngực giống như tay trái ạ. Rồi, tiếp tục động tác thứ 5. Chúng ta bước chéo chân trái lên phía trước, đồng thời ngửa tay trái sang bên trái ạ, mắt nhìn theo tay. 6, chúng ta lại đổi chân, bước chân phải lên, đẩy tay phải ra, chúng ta nhìn sang bên tay phải ạ. 7, chúng ta lại đưa hai tay về trước ngực
và vòng lên cao, đẩy chân trái sang bên trái. Và bước vào thì chúng ta lại nhấc chân trái lên, dậm chân xuống ạ. Tách hai tay và chúng ta đưa chân trái về phía sau chân phải, vòng hai tay đặt trước ngực là 8 ạ. Tiếp tục động tác tiếp theo, chúng ta nhún tay vuốt tay trái lên trên, tay phải xuống dưới, mắt nhìn theo tay trái, đồng thời nhún gối xuống ạ. 2, chúng ta đứng thẳng dậy và đưa hai tay về, mắt nhìn về phía trước. 3, như động tác 1 ạ, nhún xuống, đưa tay vuốt theo. 4, chúng ta lại đưa tay về. 5, chúng ta vòng hai tay về hông, đặt ngửa tay lên ạ, đồng thời bước chân trái về bên trái ạ. 6, chúng ta dồn trọng tâm về chân trái, bước chân phải lại vòng cung ra phía sau, đồng thời tách hai tay ra. 7, chúng ta lại bước chân phải chếch một góc 180 độ và khiễng gót chân phải lên, đưa hai tay vòng về hông ạ. Và 8, chúng ta vặn mình đẩy tay trái sang ngang và tay phải lên cao ạ. Lúc này mắt nhìn theo tay. Kết thúc tổ thứ 2 ạ. Tiếp tục chúng ta sang tổ thứ 3. Tổ thứ 3 bắt đầu ạ. Động tác 1. Chúng ta đưa chân trái và tay trái ra phía trước ạ, vòng lên cao và tay phải cũng đưa lên cao, bước chân trái, chân phải sang bên trái ạ, đẩy hai tay về bên trái và hất cổ tay lên. Tiếp tục chúng ta lặp lại ạ. Vòng tay, tách hai tay, vòng lên, bước chân trái sang là 3 lên đây ạ. Và 4, chúng ta đẩy tay xuống, hất cổ tay lên. 5, 6, 7, 8, chúng ta đổi bên ạ. 5, lại hất tay phải vòng lên cao, tay trái ở phía bên trái ạ. Vòng lên, 6, thì chúng ta trùng chân, đẩy tay về bên trái. Tiếp tục ạ. 7, chúng ta lại bước vòng lên. Và 8, chúng ta đẩy hất cổ tay lên, quỵ gối các bạn nhé. Tiếp tục chúng ta đứng thẳng lên ạ, và bước chân trái vòng về bên trái ạ, đánh tay theo ạ. 1, 2, chúng ta bước thành vòng tròn đấy ạ. 3, 4, chúng ta về đến đây ạ. Tiếp tục động tác thứ 5, thì chúng ta đặt chéo chân trái về bên phải và hướng về phía trước, đồng thời tách hai tay ra, khiễng gót chân phải lên, quỵ gối phải xuống ạ. 6, thì chúng ta mở mũi chân trái, đưa một góc 90 độ sang ngang và thu hai tay về. 7, chúng ta làm giống động tác 5 ạ. Và 8, chúng ta vòng tay xuống ạ. Tiếp tục sang động tác tiếp theo là 1, chúng ta bước chân trái về bên trái, đồng thời hai tay chắp ghép vào nhau ạ. 2, chúng ta thu tay chân phải theo, đồng thời chúng ta xoay xoay cổ tay kiểu như múa quạt đấy ạ. Vâng ạ. 3, chúng ta hạ tay xuống, khiễng chân lên. Và 4, chúng ta giơ chân lên, ngả người ra phía sau, chạm mũi chân trái xuống, hai tay giơ hình nắm đấm chất sang bên eo trái ạ. Tiếp tục động tác 5 là bắt đầu chúng ta bước chân trái lên, tay phải trái đưa ra phía sau và tay phải ập vào ngực ạ. 5, bước vào lại chúng ta nhấc chân phải lên ạ. Và 6, thì chúng ta lại dậm chân trái xuống ạ. Đổi bên ạ, bước chân phải lên, đồng thời vòng tay trái ôm về trước ngực với tay phải ạ. Là 7 này, bước vào là chúng ta lại dậm chân trái này. 8, chúng ta dậm chân phải. Vâng ạ, tiếp tục động tác tiếp theo ạ. Bắt đầu chúng ta thực hiện động tác 1. Đánh vòng tay từ phía trước ra phía sau ạ, và dậm chân trái xuống ạ.
và chúng ta dậm chân phải lùi theo. 2, chúng ta lại bước chân trái lùi về phía sau và chúng ta giơ hai tay lên cao ạ. 3, chúng ta lại co chân phải lên, đồng thời vòng tay sang bên phải ạ. Và đặt chân phải xuống phía sau. Bước 4, chúng ta lại nhấc chân trái lên và dậm chân xuống, tay đưa ra phía sau ạ. Bước 5, chúng ta bước chách chân trái lên phía trước, đồng thời hai tay lên cao ạ. 6, chúng ta nhấc chân lại xoay lại. 7, chúng ta lại xoay tay và bước chân trái xoay lại. Và 8, nghiêng người sang bên, nghiêng người sang bên phải, tay trái vòng về hông trái, đồng thời tay chân phải kiễng lên, tay phải đẩy đưa về phía bên trái ạ. Đó là chúng ta kết thúc bài tập ạ. Vâng ạ, các bạn cứ tập các động tác ghép từ 3 tổ lại với nhau, sau đó chúng ta tập nhuần nhuyễn, chúng ta đi theo một bài mà tôi vừa hướng dẫn trước đó. Và khi mà tập thuộc thuần với thì chúng ta lấy link ghép nhạc, chúng ta ghép vào bài nhạc các bạn nhé. Vâng ạ, và hôm nay video hướng dẫn của tôi đến đây là kết thúc rồi ạ. Nếu như mà các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh giúp tôi ạ. Và đặc biệt hơn nữa là tôi vẫn mong được sự đóng góp ý kiến, nhận xét cũng như là các cái bài tập mới mà các bạn muốn tập ý, thì các bạn hãy comment bên dưới phần nhận xét. Khi mà tôi tập thuộc, tôi sẽ hướng dẫn lại cho các bạn được không ạ? Vâng ạ, và video của tôi đến đây là kết thúc rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.